anh chị. Hello, em nói cho đại gia đình biết nè, đây là vợ chồng anh An, là người tổ chức cái chương trình đêm nhạc ngày hôm nay. Dạ, với chương trình Black Nail nữa, anh An là giống như ban tổ chức chương trình này, mà anh thì thường làm ở Edmonton, nói chung là Canada nói chung đó, everywhere đó, ảnh đó. Đó, để mọi người coi ca nhạc nhiều rồi mọi người không biết anh An là ai. Đây là anh An, đó, là chủ chương trình này. Ca nhạc mà hôm nay có ăn luôn, nhưng mà đặc biệt đó là hôm nay miễn phí như đại gia đình mình. Dạ, em chúc anh chị một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Đâu rồi cái thằng giờ em rảnh em đi quay vòng vòng tí nữa đèn xuống là em lên đó nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh biết phải làm sao
Thank you.